mọi người, nhớ đã nhớ đây. Hôm nay mình cùng bố mình và chú Trường và Khánh Béo đi thôi, đi cổ vũ ở sân Tây rất là chả lắm các bạn ơi, nên hôm nay mình đi lên Hà Nội để có cổ vũ U23. Ăn mừng hôm nay Việt Nam đã thắng rồi, nên mình đi lên cùng Hà Nội cổ vũ ăn mừng. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch anh ạ. Sân Tây có rất nhiều nhóm MV luôn này, lúc nào cũng có cổ vũ. Các bạn ơi, mình đi đến một cái đoàn U23. Yeah.
là đông, nhưng mà bây giờ mình quay pin rồi, thế nên